Giắt giảm nhiệt. Thiên Lý ơi không bùng nổ như những sản phẩm trước của Giắt. Chưa kể, bài hát gây tranh luận sao chép. Ngay đầu năm, V-pop đã bước vào không khí sôi động với hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới từ Đức Phúc, Hòa Minzy được phát hành. Giắt cũng bước vào đường đua nhộn nhịp đó với MV Thiên Lý ơi, một ca khúc được nam ca sĩ giới thiệu bản demo từ khá lâu. Đây là sản phẩm đầu tiên của giọng ca sinh năm 1997 sau ồn ào liên quan đến Messi ở MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra phát hành cách đây khoảng 5 tháng. Tiếp tục vướng tranh luận, Thiên Lý ơi đang xuất hiện ở các bài viết tranh luận trên mạng xã hội. Lý do là ca khúc được chỉ ra có điểm tương đồng với Memory của Maroon 5. Memory được phát hành từ cách đây 4 năm. Một số tài khoản mạng chỉ ra hai ca khúc có giai điệu tương tự ở ngay những câu hát đầu tiên. Ngày hôm nay trời trong xanh đẹp như tranh, mình cùng dạo vòng quanh cả thế giới, đừng vội nhanh, một hành trình nhật ký yêu thương đời mình, hát vu vơ về tình đầu em ơi. Giắt trở lại với hình tượng học sinh trong MV Thiên Lý ơi. Từ đây, cộng đồng mạng bắt đầu đưa ra những ý kiến trái chiều. Bởi đây không phải lần đầu tiên Giắt vướng nghi án sao chép trong sản phẩm âm nhạc. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc được so sánh với anh của sau này sẽ ở đâu? Từ nơi tôi sinh ra với có chơi có chịu, đom đóm với sứ Thanh Hoa hay ngôi sao cô đơn từng vướng ồn ào giống Blinding Light. Trở lại trường hợp Thiên Lý ơi, cũng có khán giả bên vực Giắt. Họ cho rằng sự giống nhau của hai bài chỉ ở câu hát ngắn ngủi, do đó không thể nói nam ca sĩ đến từ Bến Tre đạo nhái. Có thể cùng vọng Hòa Thanh thôi, không phải đạo nhái. Hai bài đều viết dựa trên hợp âm của Canon In J, không chỉ hai bài trên, rất nhiều bài đều được viết dựa trên hợp âm của Canon In J. Hiện tại nhạc na ná khúc dạo như nhau nhiều lắm, khán giả bên vực không còn bùng nổ. Trước khi chính thức phát hành MV, Thiên Lý ơi gây chú ý bởi nữ chính Mina Phạm được cộng đồng mạng nhận xét giống Thiên An. Thiên Lý ơi có giai điệu vui tươi, trẻ trung với chuyện tình thanh mai trúc mã đáng yêu, hài hước, lãng mạn. Tuy nhiên, so với những sản phẩm trước đó của Giắt lẫn mặt bằng chung thị trường, cả âm nhạc lẫn hình ảnh của Thiên Lý ơi không quá đặc sắc, ấn tượng. MV lần này của Giắt đạt thành tích khả quan so với mặt bằng chung của thị trường. MV đạt gần 2,7 triệu lượt xem sau khoảng 2 ngày phát hành và đứng ở vị trí thứ 2 của top thịnh hành. Ở top thịnh hành mảng âm nhạc, MV này cũng đứng vị trí thứ 2. Sau bài Sau Lời Khước Từ của Phan Mạnh Quỳnh. Về mặt hiệu ứng trên mạng xã hội sau khi ra mắt, Thiên Lý ơi có phần im ắng, không gây bàn tán nhiều như những sản phẩm trước đó của Giắt. Lượt xem so với chính các sản phẩm trước từ nam ca sĩ cũng ảm đạm hơn. MV trước đó của Giắt là Từ Nơi Tôi Sinh Ra đạt 2,8 triệu lượt xem sau một ngày phát hành. Cũng trong khoảng thời gian một ngày, Layla Lay thu về hơn 6,4 triệu lượt xem, Đom Đóm và Là Một Thằng Con Trai đạt 10,4 triệu, Hoa Hải Đường là 12,4 triệu. MV Ngôi Sao Cô Đơn tuy gây tranh cãi nhưng cũng chỉ cần 14 tiếng để đạt được thành tích hiện tại của Thiên Lý ơi. Chứng kiến hiệu ứng trên mạng xã hội lẫn lượt xem sụt giảm rõ rệt so với những sản phẩm trước của Thiên Lý ơi, khán giả đặt câu hỏi liệu Giắt có đang giảm nhiệt. Từ nơi tôi sinh ra, lượt xem sản phẩm của Giắt đã không còn bùng nổ như trước. Ngay cả khi có hình ảnh của ngôi sao bóng đá thế giới Messi, thành tích của sản phẩm vẫn không tốt bằng những MV khác ở thời đỉnh cao của Giắt. Sau 5 tháng phát hành, MV đạt 8,7 triệu lượt xem, chưa bằng thành tích một ngày của Đom Đóm hay Hoa Hải Đường. Có lẽ, tranh cãi quanh việc Giắt có thực sự mời được Messi tham gia MV hay không đã làm lu mờ sản phẩm. Và cũng từ đó, nam ca sĩ mất điểm trong lòng khán giả. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến Thiên Lý ơi không còn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Những yếu tố khác có thể khiến thành tích không nổi bật là chất nhạc, câu chuyện chưa thực sự mới lạ, hấp dẫn. Chưa kể, đúng thời điểm Giắt phát hành Thiên Lý ơi, cả Sơn Tùng lẫn Bích Phương đều thông báo trở lại với dự án mới. Điều đó khiến sự chú ý của dư luận bị phân tán, thay vì tập trung vào một ca sĩ nhất định. Thiên Lý ơi đạt những con số khả quan so với thị trường nhưng không gây ấn tượng như những sản phẩm trước của Giắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.